Chị mày cũng dịu dàng mà em, làm gì đến nỗi vậy. Chán nè. Đâu đến đây có thể chán không? Trời, nó mang mở nhạc đám cưới luôn. Trời, để đi. Bên bên nước ngoài nó nghe tao quẩy luôn. Chị bị đi mua đồ qua. Sao lại không tốn tiền anh? Mời ai? Đám cưới thì tốn tiền không sao rồi đó, mà quan trọng là không ai cưới mình nè. Tốn tiền cũng được, một thôi là không có ai rước. Em chuẩn bị hết rồi, chỉ có giờ chỉ cần một chút rẻ thôi. Nghiệp không dám nhúc nhích luôn. Đừng nói lên tiếng. Đông lên tập trung. Nói ra chim ăn nhục biết. Em không xin gì nhiều, em chỉ xin miếng đất thôi đúng không? Miếng đất chị mới mua ở dưới quê đấy. Có cục đất dưỡng già thôi mà nó cứ nước này tới nước kia. Chị còn có miếng đất dưỡng già chứ. Thế em đâu có miếng đất nào dưỡng già đâu. Chị An còn được đứng tên nhé, chị làm gì có miếng là chị đứng tên đâu. Đó đâu phải của chị đâu. Mua mà không được đứng tên thì đâu phải của mình.
làm 2 năm lời được cục đất. Chà này. Yên nhân nghiệp nó quay không? Nãy giờ nó rung tay rồi đấy. Em hãy tâm mất biến tự làm đời bạn biến nha nghiệp. Ai? Sao dạo này cái tin nhắn mẹ cũng bận gửi đi biết không? Là sao? Mấy tin nhắn rác của Apple á. Tin nhắn rác của Apple là cái gì? Mấy tin nhắn rác này. Mỗi lần mình xóa nó sẽ báo về báo cáo rác với báo cáo về Apple. Nói mình chưa hiểu cái gì. Chị chỉ thấy tin nhắn của tổng đài là nhiều thôi chứ. Mình lùi tôi xuống đi em. Cho chị xuống em. Quay ngon không? Ngon đúng không? Nói tiếng Việt đi em. Nói tiếng Việt mà. Mọi người nên hiểu là nếu mà nó chậm thì khách sẽ đau hơn, hiểu không? Em lướt điện thoại đi thì được đó, nhưng mà ta coi sẽ đóng mà. Ý là chị lại nhảy nhiều nơi quá hả? Tại vì thấy thì lấy, không tí là quên. Có đâu. Chị Hoài đâu phải là cô tắm đâu. Không có nói, chị nói nghe, không có nói nha. Ngoài giờ là quen thấy người ta
giờ là đi rất từ 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 rồi đấy, gợi ý chưa? Tại vì nhiều khi quen là không để ý, đi như ăn cướp à. Khi nào mà chị thấy thấy chị nhanh quá chị kêu chị ơi chậm chậm lại. Cứ đứng im ai mà biết được. Cho chị tâm lý thoải mái thì làm thôi. Tại vì chị quen tay là chị sẽ lấy nhanh hiểu không? Nghiêng xíu nữa rồi.
xe hải dưới nhiêu tiền nhỉ? Xe gì vậy? Cái mô tô đã nhiêu tiền biết không? Mấy tấn chục. Mấy tấn chục hả? Chắc hơn chứ. Cỡ đó là không hơn đâu. Nó không xứng đáng để mà khoe. Nhưng mà đối với những người mà không biết, không gần thì người ta nghĩ là xe nó sẽ lớn. Ủa chứ chị quên tính bao giờ mổ tay á chị? Chị An. Chị quên tính bao giờ mổ tay? Bữa nay không tập thể dục luôn hả? Bụng 7:30 chưa dậy mà. Trời mát quá ngủ ngon. Không thể dậy luôn. Giảm cân mà nên tiền.
che không? Có bị che không? Đau quá.